thẳng lên 3 bước nữa. Rồi ghế bên trái ngồi luôn. Mời hai anh chị mở mặt nạ ra. Rồi, xin chào hai anh chị nha. Bây giờ chúng ta đã vào vị trí, bây giờ mình sẽ giới thiệu thật là lớn, to rõ để cho người bên cạnh này có thể nghe được những thông tin của mình. Mời anh ạ. Đầu tiên xin chào chị Hương Trinh, chào chị Cát Tường, chào bàn bên kề bên. Tên tôi là Nguyễn Xuân Dương, ở số 8 Hành Lâm, Thanh Chương, Nghệ An. Tôi làm ở Nhân Trạch, Đông Nai. Em làm bên công ty lắp đặt xe máy. Rồi, Dương năm nay là bao nhiêu tuổi? Em năm nay 39 tuổi. 39 tuổi, từ Nghệ An vào đây lâu chưa? Nghệ An vào đây là 16 năm. 16 năm, thế mình định hướng là sẽ lập nghiệp ở trong này luôn hay là mình sẽ về quê? Ở trong này á chị. Ở trong này luôn ha. Rồi, cho Thi em gái giới thiệu về mình đi ạ. Thường, em chào anh bên kia. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Khánh ạ. Nguyễn Thị Khánh. Quê em ở Gia Lai ạ. Em hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Hồ Chí Minh mình ở quận mấy em? Dạ, em ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp, rồi, gần chị luôn đó. Mình đang làm dạ, em là Thảo Mai ạ. Em năm nay 32 tuổi. Thế những điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Em biết nấu ăn, làm bánh, đi may quần áo. Nấu ăn, là bánh, may quần áo. Hầu dạ. Như là chuyện là coi như là bếp núc, nữ công gia chính đó. Dạ. Rất dễ khóc. Rất dễ khóc. Cái đó là ưu điểm hay khuyết điểm vậy? Khuyết điểm ạ. Nhiều lúc buồn, cái một mình cũng khóc. Tu chuyện gì? Một mình cái suy nghĩ cô đơn ha, rồi không thấy hơn tủi thân đúng không, rồi khóc. Ai nói hơi nặng lời cũng thương quá ha. Rồi thế còn em trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Thật người hiền và sống thì cũng trúng thủy. Còn điểm yếu là ăn nói là diễn đạt không tốt với không biết nói chuyện. Ví dụ như đi chơi với nhà bạn gái là cứ ngồi làm thinh từ đầu tới cuối nữa, rồi xong đó là về. Từ nếu mà con gái mà đứa là gửi gợi nói chuyện thì nói được nhiều mà nếu mà không gọi là làm thinh. Có nghĩa là bạn gái phải nói chuyện, bắt chuyện mới nói, còn không ngồi im luôn. Đó. Tính là không biết nói chuyện, ngoài không biết nói chuyện. Rồi có thích người ta không? Thích thì biết thích là từ con bé thích. Nhưng mà mình yêu kiểu mà cái cách nói chuyện với là mấy tiên đạt á. Trời ơi, bây giờ mình thích là anh thích em, mà anh yêu em, anh nhớ em phải nói chứ. Có nói không? Không có nói thì có nhắn tin điện thoại hay gì không? Có viết thơ đồ gì không? Nhắn tin điện thoại thì có nhắn. Tính của em thì cũng thật người, không lừa ai hết. Mà ví dụ như quen ai là em cũng thành thật. Mà ví dụ mình có làm gì là cũng từ chịu trách nhiệm, chứ không phải như những người khác là có khi là yêu nhau thì xong đó là bỏ đi, mà em thì vậy. Rồi, về tình trường thì sao em? Dạ em tại mẹ đơn thân, em ly hôn được 2 năm rồi. 2 năm, có bé là mấy tuổi? Bé em hiện tại 14 tuổi. 14 tuổi? Dạ. Wow, giờ bé đang sống với ai? Dạ bé nhà em đang sống với bà ngoại. Sống với bà ngoại là ở trên Gia Lai hả? Sống dạ. Ở quê á? Bé gái? Dạ bé gái. 14 tuổi, mình chia tay với ông xã là bao lâu rồi? Khi em mang bầu với em thì em chia tay. Mà nhưng mà tuổi, em tới năm 2015 em có lập gia đình. Sau đó 2 năm thì em ly hôn. Là sao chưa hiểu nào, hơi rối rối rồi nè. Ngày xưa em có quen người đó rồi khi hai gia đình sắp chuẩn bị tiến đến hôn nhân á thì là gãy đổ. Em có bầu bé, gia đình không chấp nhận. Gia đình bên đó không chấp nhận. Dạ. Rồi là coi như là sống con một mình. Rồi đến 2015 là kết hôn một lần nữa rồi cũng ly dị. Dạ. Lần sau là có con không? Dạ không chị. Lý do tại sao là chia tay? Dạ tại vì hai người không hợp nhau. Với lại người đó không có thương con em. Thương con em lúc mình dạ. Tìm hiểu không kỹ hả em? Cũng bạn là giới thiệu chị ạ. Cho nên là em hay tin người. Cho nên là tin tưởng thì quen 6 tháng là kết hôn. Quen 6 tháng kết hôn xong rồi 2 năm sau chia tay luôn. Dạ. Tới nay là được bao lâu rồi? Dạ cũng 2 năm rồi chị ạ. 2 năm rồi. Bây giờ là con là đang sống với ngoại. Dạ. Sống với ngoại từ lúc xưa đến giờ luôn á phải không? Bé từ khi sinh ra là sống với ngoại từ nhỏ đến lớn. Tới khi em lập gia đình thì em ở trong này thì em có đưa bé vào. Chồng sau này không thương bé thì con thấy bé nó không vui, cho nên là em lại chuyển cho bé về với ngoại trở lại. Em có dự tính gì sau này như thế nào không? Nếu bây giờ em kết hôn nữa thì em có đem bé về ở chung với mình nữa không, hay là để cho ngoại luôn? Dạ em muốn bé ở với ngoại luôn. Muốn bé ở với tại ngoại vì luôn. Bé cũng muốn như thế.
coi như một lần rồi bé cũng bị tổn thương phải không? Dạ. Khi mà ba dưỡng không thương. Dạ. Với lại bé gái cái tuổi 14-15 tuổi này là bắt đầu tuổi dậy thì cũng rất là nhạy cảm. Bà ngoại lớn tuổi chưa? Dạ, bà ngoại năm nay 56. 56 thì cũng còn trẻ, có thể dạy dỗ cái tâm sự với bé được. Dạ. Các em có thường hay thăm cháu không? Dạ thì gọi điện cho bé thường xuyên, hè thì bé vào trong đây với mẹ. Ừ, nhà rồi. Lâu lâu thì mẹ về. Thôi vậy thì có bà ngoại là cũng đỡ. Rồi, thế còn bên mình tình duyên mình như thế nào? Tình duyên em có hai mối tình. Mối tình thứ nhất là quen nhau rồi đến lúc một thời gian thì tôi cô ấy đi uống nước thì thử nói cái từ chia tay thì xem cô ấy phản ứng thế nào, thì ai ngờ là cô ấy nổi trận lên là bắt đầu mắc mới gì mà đang chia tay luôn. Tự nhiên mắc mới gì nói thử chia tay là thử sao? Thử để nói để xem phản ứng của họ thế nào. Tại sao thử, từ chuyện đó có gì mà vui mà thử? Đang quen, đang yên, đang lành tự nhiên thử nói chia tay. Thì vô tình nói cái đó là ai ngờ là chia tay thật luôn. Trời ơi, anh cũng rậm lắm, vậy là cái đó là lỗi của em. Đúng không? Còn mối tình thứ hai thì mai mối. Thử một thời gian thì cũng thấy cũng hợp, chứ mà hai người đã có baby á, và xong đó là làm thủ tục cưới luôn đi một thời gian sống ly thân rồi xong rồi là ly hôn luôn. Giờ bé là bé mấy tuổi? 5 tuổi. Bé trai hay bé gái? Bé trai. Giờ đang sống với mẹ? Đang sống với ông bà nội. Lý do tại sao ly hôn? Mình đã sống thử với nhau một thời gian rồi. Em thì cũng muốn ở với nhau để cho bé nó có cha có mẹ, nó đi nơi đi chốn, mà kiểu cô ấy có người khác á, thấy là như vậy là không còn khả năng để mà ở được thì giải quyết cho cô ấy, để cô ấy đi với người khác luôn. Mà giờ là cô ấy đi kết hôn luôn rồi? Cô ấy cũng sống chung với người khác á. Là cái người mà lúc mà đang ở với em phát hiện đó, là giờ ở với người đó luôn đó. Có ra tòa ly dị không? Có ra tòa ly dị rồi. Là mình bắt con. Bà tòa ly tị thì cô ấy nói cũng thỏa thuận là nuôi con, chứ cô ấy cũng để cô ấy đi, cô ấy đẩy cho nuôi con luôn, thì bà tòa cái tòa giải quyết luôn. Và hiện giờ là con sống với ông bà là sống ở ngoài này Nghệ An á. Thế bao lâu mới ra thăm con một lần? Một năm thì khoảng tầm 1-2 lần. Vậy mẹ là có thăm con không? Sống ở Hà Nội thì cũng gần cho nên là cũng về. Cũng có thăm? Có. Hai người hoàn cảnh cũng bi đát quá ha, cũng gần giống nhau thôi, mình cũng có thể hiểu được nhau phần nào. Thế bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người, cái mẫu người tương lai sau này sống chung với em là mẫu người như thế nào? Em muốn tìm một người nó hiền. Hiền. Mà cũng nói hơi nhiều, tại vì em cũng ít nói. Rồi anh này cũng ít nói luôn, mà hai người chắc ngồi nhau nhìn nhau luôn quá. Ở nhà thì cũng nói, mà ra ngoài là em ít nói chuyện. Về ngoại hình, có tiêu ngoại chuẩn gì không? Ngoại hình cao 1m65 là được. Rồi, có gì nữa không? Vậy còn anh? Rồi, cái mẫu người là bạn gái mình cần tìm là người như thế nào? Mẫu người chiều cao thì 1m50 trở lên, cân nặng thì tầm 40-60, hiền, trung thủy. Rồi mà lý do sao, suy nghĩ nhiều quá hay sao mà tóc bạc dữ vậy? Hồi nãy bịt mặt nạ mình tưởng đâu chắc ông nào già lắm, mở ra mặt cái măng mà tóc bạc hết trơn gì? Tóc em nhánh bạc mấy mai rồi, còn cách mấy năm trước thì là tóc đen. À là mới đây thôi? Mới. Không có ý định đi nhuộm cho nó trẻ hả? Thôi để cho nó thật. Để cho nó thật. Cái tưởng nó là tóc máu xấu nên tóc nó bạc. Còn này sao một đêm thức trầm trọc tóc nó bạc luôn ha? Y như trong phim vậy đó. Đưa tấm hình vậy rồi sao người ta nhận ra cái gì hình mờ căm vậy? Trong điện thoại mấy tấm hình đẹp mà tự nhiên điện thoại nó mất hết hình á. Trời ơi. Còn sót lại hình nữa rồi. Ráng kiếm đi đó, ảnh trong ba anh này nè. Đó, hình bên đây người ta rõ hết sức luôn hả? Trời ơi, sao mà nhìn nó ở trong hình với ngoài lạ quá, biết chọn cô nào trời. Đó, coi hai tấm thôi, coi nhiều nó rối. Trong hai tấm đó là đều có cổ hết á. Cổ là ai ạ? Cô này. Lý do sao chọn cô đó? Rồi cô đó là bên đây là cô nào? À, lý do ta sao chọn cô đó? Hai hình có cô đó. Rồi, giữ nó đi để coi, mở màn ra coi đúng không? Ai à? Dạ, anh này. Lý do sao chọn anh đó? Cái giọng nói. À, trời ơi, nhìn cái giọng nói biết cái tướng luôn. Rồi, bây giờ mời hai bạn hãy nhìn qua cái cô cửa trái tim này nha. Để mình xem cái cảm giác đầu tiên ngày hôm nay mình đưa ra có đúng hay không nè. Tên 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 tên.
Rồi sao ạ? Con này là sai rồi. Sai rồi. Ở đây... Cô này phải không? Đúng rồi, cô đó mới đúng à. Cô đó ở đây nè. Thì hình như bên đây là... Cô này. Không phải đâu. Cô này nè. Hỏi cô này, cô đó đó. Thấy chưa? Đúng chưa? Em đây rồi. Đó, chính xác. Trông ở ngoài so với trong mình như thế nào? Giống trong hình. Giống trong hình phải không? Rồi. À, đây đây cái này sao? À, vừa đâu gặp em lần đầu anh. Cảm ơn anh. Cảm ơn quà tặng anh ạ. Rồi, món quà gì vậy? Rất thấy tươi đây. Thôi thì chị tìm xem nhé. Rồi, ngồi xuống nha hai bạn. Wow, cái gì đây? Chú bé gì vậy? Dạ, cái bức thư này có một cặp ạ. Nên em tặng anh một... Cái này là cái tượng dạ. Có một cặp. Cái chữ love mà có nửa hà. Còn một nửa cũ giữ lại. Nếu chúng ta bấm nút hẹn hò thì về mới ghép đôi lại. Còn không thôi, đứa giữ nửa chơi vậy đó. Nửa nó không có ý nghĩa đâu. Và hai cái ghép vô nó mới có ý nghĩa. Rồi sẽ gia đình có cặp thì mong rằng chúng ta cũng có thể tìm được một nửa của mình. Khi mở trái cửa đó tim mình ra cảm xúc đầu tiên khi mình gặp nhau như thế nào? Cảm xúc đầu tiên là cũng hồi hộp. Tại vì em cũng chờ lâu rồi. Vừa nay gặp thì mới biết. Thì thấy sao? Dễ thương, vui tính. Thế còn em? Thấy anh nhân cũng những người em đang tìm. Đúng như người em đang tìm luôn. Dạ, dạ. Cảm xúc đầu tiên là tốt rồi ha. Chị Tường mời hai bạn thưởng thức món ăn có tên gọi là miếng áp chảo với tôm. Đây là miếng ướp gia vị kết hợp với một lớp bơ béo ngậy luôn. Thưởng thức cùng với tôm chiên rất là ngon. Vừa mình vừa ăn ha, vừa nói chuyện với nhau, tâm sự với nhau. Chúc hai bạn ngon miệng nha. Rồi chị Tường sẽ quay lại ngay. Tự nhiên ăn đi, tự tin lên. Dạ em mời anh ạ. Dạ mời em. Anh sống cùng với ai? Anh có một mình đó. Em hiện tại đang ở đâu? Dạ em đang ở Gò Vấp ạ. Gò Vấp? Thì từ với anh lên trên em thì... Cũng gần, tại vì từ Nhân Trạch đi qua phà cất lái có 15 cây à. Quần Hải rồi đi tới Gò Vấp thì cũng... Chắc phải tầm 30 cây. Ừ, tầm đó. Ai là thứ mấy trong gia đình ạ? Anh thứ hai. Em cũng thứ hai. Trời ơi, nãy giờ không mở nắp ra ăn luôn miếng nào luôn. Chưa không ăn là chắc tập trung nói chuyện phải không? Nói chuyện xuất sự. Thật sự hai bạn là đều là những người đã từng gãy đổ rồi. Thế mình có rút kinh nghiệm gì được để mà cái nguyên nhân mình gãy đổ để mình tiến tới một cái mối tình nữa nó sẽ bền vững hơn không? Cái trường hợp của em ấy thì thứ nhất là hai cái chiến sổ, thứ hai là hai bên mà cũng không hợp ấy. Thứ ba nữa là cái khoảng cách nữa, vợ chồng với nhau mà hai người đã ở hai nơi thì thường thường là sẽ nảy sinh như thế này thế khác, cho nên hai người phải có ở gần nhau mà phải có một khoảng thời gian là chủ nhật hay ngày nào đó rảnh đi chơi hay đi đâu đó để mình hiện tại cái khó khăn là hai người đang ở xa nhau đúng không? 30 cây thì đi cũng nhanh. Còn tiếng rưỡi, tiếng đang định là một tuần gặp nhau một lần chủ nhật đó hả? Hoặc là buổi chiều thì em khi nào rảnh có thời gian sắp xếp được thì anh lên. Tại vì anh thì cứ 3 giờ chiều là về rồi, thì chiều nào cũng rảnh hết. Có điều là đi hơi cực thôi, anh có ngại đi đường xa hay không thôi? Đường xa thì không muốn ngại. Dạ em còn 6 tháng đến năm. Em có muốn sinh con nữa không? Em thì thế nào cũng được, có con nữa thì càng tốt. Không cũng sao. Em thì có muốn sinh con nữa không? Dạ em cũng muốn vậy ạ. Nói chung là hai bạn thì ai cũng có con riêng rồi. Dạ. Nếu mình có nữa thì mình cùng chăm lo cho con cái cũng tốt. Có nghĩa là cái này tùy duyên. Chị hỏi ra hết để các bạn hiểu nhau được nhiều hơn thôi. Dạ. Nãy em nói em tuổi gì? Dạ em tuổi mèo. Tuổi mèo, em tuổi gì? Em tuổi thân. Tuổi thân, có hợp nhau không? Dạ, hợp. Hợp, vậy là tuổi này lấy nhau được đúng không? Hợp đúng không? Ngày xưa ba của con em cũng tuổi thân vậy. Nói chung là tuổi tác nó không quan trọng, quan trọng là cái quan con người. Quan trọng là do mình. Đúng rồi, tính cách con người. Và nếu như đó là một nửa của mình thì mình phải hy sinh. Mình phải, mỗi người đều phải hy sinh, không có nào mà toàn diện. Không bao giờ mấy chục năm gặp nhau mà hợp ý nhau được hết trơn á. Nó phải có cái sự, nó gây gỗ như anh thôi. Mình yêu thương nhau thì mình phải biết vun đắp. Rồi, bây giờ Tường có mấy câu hỏi của chương trình ha.
mỗi người bóc một lá bài rồi mình thực hiện những cái điều trong này để mình hiểu nhau nhiều hơn, hoặc mình có cơ hội tiếp xúc với nhau để mình thân mật với nhau hơn. Rồi mời bạn trai bóc trước. Đọc lớn lên nha. Là một đường tạ cụ tế phế mai. Phố mai que, phố mai que phải không? Phố mai que. Rồi hãy để đối phương hãy bật cười. Rồi em đọc câu hỏi em lên luôn đi. Thử đặt một biệt danh ngọt ngào và đáng yêu cho người đối diện và gọi người ấy thật tình cảm. Rồi, hai bạn, mời hai bạn. Trời ơi. có cụ đẹp, cụ bê quê gì không? Chưa, ngồi ngay ngắn lên làm đàng hoàng làm sao cho dễ thương là nhìn người ta nè. Cụ đẹp coi. Trời, giống như đi chụp hình hay là làm điệu đồ này kia gì đó, làm đi. Với cái con gái nó hay lắm. Được không? Hay được rồi. Thôi được rồi. Ờ, lấy con em về. Từ từ em hay ở nhà em hay đặt heo. 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 Heo, kim heo. Trời ơi, đặt tên cho người ta, đặt tên heo hả? Dạ. Dễ thương đó hả? Chịu cái tên này không em? Tên ngọt ngào người yêu em đặt cho em đó. Anh heo. Anh heo. Trời ơi, gì kỳ vậy? Tên kỳ quá à. Đặt tên gì cho nó ngọt ngào xíu coi. Em thấy cái tên đó cũng là giống giống em thôi nha, người em cũng còn to. Vậy luôn hả? Vậy em nói gọi ảnh đi. Nó gọi trong đó nói ngọt ngào với bạn trai gọi đi. Rồi nói đi. Trời ơi. Ơi em. Ơi. Làm lại nè, giờ bên đây gọi bên này ơi nè. Heo ơi heo. Ơi em. Trời ơi, tình yêu thì tôi không hiểu tình yêu gì luôn à. Heo ơi heo ơi. Ok, đó là quyền của các bạn, các bạn thấy được là được rồi. Thế bây giờ thì Tường sẽ cho hai bạn 30 giây nữa ha. Hai người mình nhìn thẳng vào nhau rồi để mình quyết định đưa ra quyết định là mình có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Nãy giờ trò chuyện thật ra thời gian nó ngắn nhưng mà mình cũng đủ cảm nhận được. Còn mình muốn tâm sự nhiều hơn, tìm hiểu thì mình phải có nhiều thời gian nữa. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. Nhắm mắt lại ạ. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của các Tường. 1 2 3. Hết thời gian. Em có nhấn không vậy? Dạ có vậy. Có thì mình không vô, mình nhấn mạnh hơn nữa. Tưởng đâu không nhấn hết hồn à. Rồi mời hai bạn qua bên đây ạ. Chị thấy em nhấn xong nó lợp cái bàn của chị luôn mà nó không vô. Nắm tay nhau đi hai bạn. À, và bây giờ là nụ hôn đầu tiên dành cho nhau. Nhân kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau trong chương trình Hẹn Hôm Trưa. Anh luôn á. Chị Tường thay mặt cho chương trình ha, chúc hai bạn chọn lần này là đi với nhau đến răng long đầu bạc luôn nha, cố gắng. Em tên là Trần Nhân Sen, em năm nay 30 tuổi, công việc là em kinh doanh. Kinh doanh gì vậy Sen ơi? Kinh doanh nhà trọ chị. Còn mình đang sinh sống ở đâu? Em đang sinh sống ở Long An. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì ha? Sao chị? Điểm mạnh điểm yếu của em á. Điểm em có điểm mạnh điểm yếu gì không? Điểm mạnh điểm yếu. Điểm mạnh là biết quan tâm lo lắng. Còn điểm yếu là hơi nhút nhát. Rồi còn gì nữa không em? Không chị. Rồi tình trường của em thì sao nhở? Rồi hôm nay đến với chương trình thì mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? À, tình trường thì hồi đó giờ em cũng có có một hai mối tình mà nó không có được sâu đậm. Không được sâu đậm thì là sao? Được bao nhiêu lâu? Nó trải qua chừng vài tháng chứ không có lâu chị. Rồi bây giờ em mong muốn tìm kiếm mẫu người như thế nào? Mẫu người em tìm kiếm là chỉ hiền lành, biết lo làm ăn. Cao mét thì ngoại hình. Ngoại hình ưa nhìn là được chứ.
tuổi tác thì sao, em quê quán vùng miền? Tuổi tác thì cả khoảng 25 đến 28 tuổi, vùng miền là ở Long An, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, còn điểm gì nữa không em ha? Không chị. Rồi, ok, cảm ơn Sen ha. Hôm nay là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì có gì chương trình sẽ liên hệ với em ha. Dạ, vậy em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Chào chị. Dạ, buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. À, anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Dạ, cảm ơn. Em đang làm, em đang kinh doanh sân banh đó chị. Kinh doanh gì ạ? Sân banh hả? Ờ, đấy tín hiệu nó hơi hơi kém quá. Hoàng đúng không em? Dạ, em tên Hoàng. Kinh doanh sân banh là sao Hoàng? Có nghĩa là em thuê mặt bằng hay là như thế nào? À. Dạ, như vậy đó. Em kinh doanh ở đây và em dạy đá banh. Em dạy đá banh luôn. Dạ, em dạy ở đâu? Em dạy trong cái sân này luôn. Quận mấy ạ? À? À, sân Thế Sơn, Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Ờ, Hóc Môn á. Dạy dạ, cho dạ. Độ tuổi nào? Em dạy cho anh em công nhân á. Những người làm công ty mà người ta không biết đá banh, người ta sẽ liên hệ em để em hướng dẫn người ta đá, cắt kèo cho. Thì cái đó học lâu không em? Chị tưởng cứ thấy banh nhào vô đá thôi chứ. Nó khó chơi, đá banh là khó đó. Khó. Khó hả? Ừ. Khó để đá vô lưới người ta đúng không? Nhiều khi chặt đá cho banh đá cũng nổi. À vậy đó hả? Em làm cái này lâu chưa? Em kinh doanh lâu chưa? Dạ em làm 5-6 năm rồi. Vậy là coi như trước dịch luôn không ta? Thì trước dịch luôn, dính dịch hết 2 năm cũng cực như cái gì, 2 năm dịch quá cực. Rồi, mình quê ở đâu vậy Hoàng? Em gốc ở đây luôn, em gốc Tức Tượng Hóc Môn. À, vậy là cái miếng đất đó là của nhà em luôn đó hả? Dạ không, cái này là em thầu bên người chú. Em tính toán đưa ổng số tiền rồi còn lại là của mày. Rồi ở là ở chung với gia đình, ba mẹ ở Hóc Môn. Đâu em ở đây mà, em ngủ dịch cái giọng ở đây mà. Coi như là em, tại vì mà ở đâu, ở đây nhưng mà ý chị nói chiều tối đồ về kìa, ngủ nghe đồ đâu. Em ở đây luôn, ở đây như cái nhà của em vậy đó. À, trời ơi, vậy rồi hẹn hò đồ này kia rồi sao? Không lẽ kêu bạn gái lại đây? Dạ, nếu mà có bạn gái em sẽ lo chỗ cỡ đẹp hơn. Thì cùng lóng sạch lên chút xíu là được, tại nay nó là... Coi như là cái thời gian em ở đây em làm cái sân này thì có ai phụ không? Hay là làm cả ngày luôn, cả đêm luôn? Thì từ sáng tới 5 giờ chiều là không có ai đá chị ơi, tại giờ đó đâu ai đá banh đâu. Đúng rồi. Thì sẽ có thằng phụ em. Em sẽ làm tới giờ mới xong, buông ra cái người nó mệt ngủ luôn. Trời ơi, vậy thì ban ngày là em ngủ nhiều hơn đúng không? Ban ngày nghỉ ngủ đằng tối thức. Em mới ngủ dậy nè. Rồi mà Su Cà Na là sau này bạn gái mà người ta có cái việc làm mà người ta làm giờ hành chánh rồi sao hẹn hò với em được? Em giảm cái chế độ đá lại. Em chế độ đá lại đá giảm quá. Rồi thu nhập đồ này kia nó ảnh hưởng không? Bây giờ thu nhập ổn không? Ngày em dư 1 triệu cũng được rồi. Rồi vậy thì sinh năm 91 được bao nhiêu mối tình rồi em? Có giờ quen lóc cóc quen 2-3 cái. Sao mà lý do sao mà không được? Kiểu như đá vậy mệt cái không có thời gian hay sao chị ơi. Đời là bao lâu rồi em, mấy mối tình đó lâu chưa? Mối tình gần nhất cách đây là 4 năm. Cách đây 4 năm rồi. Cái em hết tìm mấy cô đó là sao mà là do em hả? Do em không cua không thích hay là sao? Nói chung lỗi do em thôi chứ bên người ta là tốt á. Mà người ta là người ta bỏ em hay là em bỏ người ta đó, đại loại vậy đó. Dạ, ai nói bỏ. Lời chia tay em bị bỏ nha. Em bị bỏ. Chị thấy em có xăm hả? Em xăm ở tay thôi hay là còn chỗ khác không? Dạ em xăm ở hai tay. Hai tay đó là cái hình gì? Này là hệ tribal á chị, hệ xăm tribal á. Không phải là xăm rồng rắn giang hồ đâu nha. Kiểu giáp này kia đó. Dạ. Trời ơi, mà sao em thích cái gì idol, em là ai mà em xăm giáp đồ kiểu này, ý là sao vậy? Lý do sao mà xăm? Em mê chính trị. Gì tức? Mê ai? Mê ông nào? Bạn tư thiệt mình ra mà không? Trên hình ảnh bìa em có đăng Lý Liên Kiệt đó. Cái gì? Lý Liên Kiệt hả? Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt. Lý Liên Kiệt. Lý Thường Kiệt. Ghê vậy ta.
Ok, vậy còn được, yêu Việt Nam, yêu đất nước. Em yêu nước lắm à. Vậy là bây giờ kể cái điểm mạnh, điểm yếu của em đi. Điểm mạnh đầu tiên là yêu nước rồi nè. Em dạng chỉ huy thể thao nhiều năm rồi chị, nên là cái gì em cũng chính xác hết. Cái là nhiều khi em làm việc nhiều nên em hơi im, em bị im lặng nhiều á chị, nên là nhưng mà còn em thì bên bạn gái thì sao cũng được, em không có đòi hỏi gì Trời ơi, nhưng bạn gái nói chuyện với em cũng phải ừ hử hay là nói cho người ta hứng, người ta nói tiếp. hết. Ok, chắc chắn em nói dễ thương luôn không chừng. Trời ghê, dễ thương mà sao không ai thương vậy? Dạ em không gặp. Bây giờ em Ủa không gặp. mà không gặp được người nào luôn hay sao? Làm mai làm mối cho em thì sao? Ở trong đây sân banh này mà nếu nó vô đây là bồ của mấy thằng đó banh. Gái là đủ cho mấy cha đó cô nữa, ở đó là tới lượt em. Nhưng mà rồi em là dân ở Sài Gòn đây mà Hóc Môn này thì bà mẹ rồi làm mai làm mối hàng xóm láng giềng đâu Mẹ bó tay rồi. làm mai được không, rồi mấy cô hàng xóm em rồi về em thăm mẹ không, là không có mấy cô hàng xóm. Nguyên cái con đường của em cái này giờ nó đổ nhựa, nó lên công nghiệp tùm lum dân xứ đâu đâu không mà đâu có, không có thân thiết, nó không có quen nhau gì đó. Nói nghe khó khăn ha. Rồi bây giờ em cao bao nhiêu bạn? Em cao 1m7 chị, 1m69 á, lên đồi 1m7 dạ, lên về. Thấy cũng ngon lành nè. Rồi bây giờ ok, thích một mẫu bạn gái làm sao, mô tả cho chị coi ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. Em chỉ cần ưa nhìn là được rồi, đừng có bị tật gì là được. Còn quê Cao đâu? nhiêu được, 1m5 được không? Dạ được luôn. Rồi thấy dễ như vậy. Rồi Em gì ấy. nữa? Dạ chỉ cần ưa nhìn thôi, rồi làm có công việc gì căn bản làm là được rồi, là không hỏi em không sao. Rồi, Nói về chung tuổi tác thì sao? Tuổi của cô đó. dạ chắc nhỏ hơn em đi, nên nhỏ hơn em Lớn hơn được không? Lớn hơn 1 tuổi. mà chưa có sinh đẻ lần nào là được, tại Chưa sinh sợ. đẻ. Dạ tại sợ dính vô con riêng nó phiền cái gì Nhưng em mà ơi. chưa sinh đẻ, nhưng mà người ta ly hôn mà người ta chưa có con được không? Em không có cần quan tâm tới chi tiết hay gì đâu, miễn sao đây Miễn chưa có con riêng là được, đúng không? Vậy trong trường hợp chị ví dụ như mà người ta chồng người ta nuôi con, người ta ly dị mà chồng cũ nuôi được không? Người ta cũng không có nuôi. Cũng không ha. Rồi ok, em cứ đưa ra cái tiêu chí của em là được. Rồi, cái quê quán cô đó Bắc Trung Nam cũng được hay sao em? gần gần thành phố cho em dễ đi thăm chị, tại giờ em ngủ rồi mà em mà đứng làm gì em phải cố gắng gì lắm. Rồi, trong thành phố được thì tốt ha. Điểm em không thích ở bạn gái là gì? Em lớn rồi, em làm chỉ huy quen rồi nên là cô gái đó sao cũng được, em bao dung được hết, em dễ, em không có cá tính gì hết vậy kiểu vậy. Chị nghe rõ em nói không? Rồi, chị nghe rõ, chị nghe rõ. Dạ tôi. Ok em. Rồi thôi được rồi á Hoàng, nếu mà được chọn á thì bên chương trình thông báo rồi, chắc là em sẽ sắp xếp đi ban ngày là được rồi đó ha, đi ghi hình á, nếu mà đi quay á đi ban ngày thì chắc được. Dạ. Sắp xếp có khó khăn gì không? Dạ không. Ban ngày ngoài ngủ em rảnh. Đúng rồi. Rồi ok em. Giữ cái sức khỏe tinh thần tốt thì dân thể thao chắc là ok rồi. Rồi nếu được chọn về bên chương trình liên lạc lại thì cũng nhờ em là hỗ trợ ha, kiểu như giấy tờ những cái gì mình cần á thì mình bổ sung cho chương trình giùm chị nhé, để mà đi ghi hình nha. Rồi phần casting của em xong rồi đó Hoàng ơi, rồi về chờ thông tin chương trình giùm chị, ngủ tiếp đi, bye bye. Rồi Anh giống diễn viên làm tí. rồi. Có thích phim chưởng, phim Hồng Kông đồ không anh? Dạ không chị, mấy cái đó hồi nhỏ coi giờ đâu có coi nữa vậy. Cái kiểu mà em hay coi mà theo kiểu là bị hả cái giọng của anh á. Rồi ok, bây giờ mời anh giới thiệu họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của mình trước giùm em ha. Dạ, em tên là Nguyễn Tiến Thành, sinh ngày 16 tháng 1 năm 1983, nghề nghiệp của em là chạy shipper, nhà em là ở Sài Gòn. Dạ, shipper là mình chạy cho công ty hay mình chạy tự do hay sao anh? Dạ chạy cho công ty chị. Là mình làm 1 tháng mình thu nhập là khoảng nhiêu? Dạ cỡ 12 triệu chị.
Là mình làm sáng tối luôn hay là sáng chiều thôi? Dạ không, em làm từ 11 giờ trưa đến 7 giờ tối là hết ca chị, là nghỉ rồi. Còn nói chung là có 7 tiếng à. Ôi 7 tiếng vậy cũng được quen. Rồi còn cái thời gian còn lại mình làm gì? Dạ thì thời gian còn lại thì em ở nhà chứ em làm một ngày, nói chung em làm có 7 tiếng à chị. Ừ, không thì dạ. Em đang cái giờ đó thì em biết rồi, em hỏi cái giờ dư còn lại đó mình làm gì mà không kiếm bạn gái được hả? Trời, chị không thấy bây giờ từ 11 giờ đúng không, em chạy xe về công việc, nói chung là nó mệt, về nhà cũng nằm cũng ngủ chứ đâu cũng muốn đi chơi này kia, đâu có thời gian đi chị, nên lên đây mới kiếm chị. Ừ, 7 giờ về đang đi chơi bạn gái, có thời gian đi nhậu không anh? Em nhậu giỡn chị ơi. Em còn yếu lắm. Dạ. Thì nhậu mà giỏi chắc là về ta 7 giờ là đi quất luôn tới sáng được rồi. Thì đó, dạ, rồi đấy, 7 giờ đi nhậu tới sáng về ngủ tới 10 giờ dậy đi làm ca ngày sau đó. Nói chung là em nhâm nhi một chai trà làm xỉn rồi chứ em đâu uống được nhiều đâu chị. Ừ, nhâm nhi thôi, ngồi tới sáng không? Dạ, ngồi không tới vậy. Sáng không? Hỏi lời lắm chị. Anh chạy cho công ty nào vậy anh Thành? Dạ shipper, shopee chị. Shopee Food đó chị. Shopee. Dạ. Shopee Food hả? Dạ. Shopee Food ngày xưa mới chạy hả? Sao chị? Shopee Food mà chưa mới chạy hả? Dạ đúng rồi. Nói chung là nó có nhiều ca lắm chị. Ca đủ thứ ca, mình vô mình lựa ca mình chạy rồi chị. Ok. Bật app lúc nào thì chạy lúc đó thôi đúng không? Dạ không phải chị, phải đúng 11 giờ mới bật được chị, nó mới tự check in mình mới chạy được chứ. Thí dụ mình đăng ký 11 giờ mà 10 giờ mình mở cũng không được chị. Đúng 11 giờ nó mới chạy. Rồi, okay. Mình được bao nhiêu mối tình rồi anh Thành? Hai chị. Là đối mình 83 là mình đã có kết hôn chưa? Dạ nói chung là em có lấy vợ rồi chị. Là cũng Rồi sao mà chia tay? Nói chung công việc lu bu thì về cãi lộn này kia chị thì mới chia tay, nói chung là không hợp á chị. Quen ở được bao nhiêu lâu anh nói về cái hôn nhân đó một chút giùm em đi. Dạ em ở được tầm 2 năm là chia tay rồi chị. Hai có năm. Con cái gì không anh? Dạ có. Rồi ai nuôi rồi, con mấy tuổi rồi? Dạ con em 14 tuổi chị. Dạ đang ở chung chung với em với mẹ em. Vợ không nuôi hả hay là sao? Nói chung là vợ có cung cấp tiền cho con thôi chị. Vợ giờ lập gia đình khác chưa anh? Dạ em cũng không biết nữa chị. Chị biết sao, mười mấy năm nay em đâu có liên lạc được. Với lại nói chung là nó không có nói chuyện em luôn. Mà em cũng không có nói chuyện vợ em nữa chị. Rồi có chu cấp đều đều hàng tháng không? Dạ lúc có lúc không vậy. Em cũng không biết. Mà chu cấp là không có thôi cũng được. Cũng bên nhà em cũng có nuôi chị. Tại nãy anh nói là vợ không nuôi nhưng mà có chu cấp. Thì chu cấp được mấy năm? Chu cấp được bao lâu? Ví dụ hôm nay tháng này có tháng sau, nếu mà nó làm không có tiền thì nó cũng không có chu cấp. Ví dụ nếu mà chu cấp thì chỉ cho con em thôi. Dạ. Thì cũng phải gửi cho anh thôi chứ sao gửi được đứa trẻ mười mấy tuổi, đúng không? Không, gửi tiền là gửi cho mẹ em chứ đâu phải gửi tiền cho em chị. À vậy hả? Nó đâu còn gì đâu mà gửi tiền. Nhưng mà rồi mẹ con có gặp nhau rồi chở con đi chơi hay gì không? Hay dạ là không, luôn. Không chị có gọi điện thoại qua như vậy nè, gặp mặt gọi video call thôi, dạo nói chuyện chứ không ít khi nào mà xuống chở đi chơi anh chị. Rồi hồi xưa ai là người kêu ly hôn, có nghĩa là ai khởi xướng lên á? Thì nói hồi xưa thì em về nhà cái kẻ lộn này kia, cái giống như mà mình sống với nhau mà không có hợp nữa thì chia tay thôi chị. Không hợp nhiều lý do lắm, có người không hợp tại vì chuyện tình dục không hợp, rồi có người vì cái chuyện là ông chồng làm không ra tiền, có nhiều lý do lắm, nên anh cứ thẳng thắn để anh nói đi, tụi em biết để mà tụi em tìm cái người phù hợp ở đây. Có cái chương trình thôi à chứ không có người ngoài đâu. Dạ em biết, nói chung là không hợp, phải nói về công việc cái mấy vấn đề tiền bạc chị, lu bu này kia, rồi tiền bạc công việc của anh nói này nói kia. Dạ công việc anh là lúc đó là không đủ tiền để lo gia đình hay sao? Nói chung là công việc em mà đó bấp bênh á, nó cũng chán nản vậy mới tham gia gây lộn này kia, cũng thấy cứ ngày nào cũng vậy, gây giết ở từng cỡ một tháng rồi bắt đầu là ly dị vậy. Là lúc đó bà vợ cũ anh là có đi làm gì không? Dạ có gì. Bà làm gì anh?
buôn bán nhỏ trái cây gì, buôn bán trái cây ngoài chợ. Rồi là ở được mấy năm là chia tay? 2 năm chị. Ừ rồi, ok anh, vậy bây giờ thì mình tìm người sao đây anh Thạnh? Tuổi tác nhiêu, ngoại hình sao? Thì ngoại hình nói chung là em không cần ngoại hình, em chỉ cần là hai đứa về thương nhau được, ngoại hình nào cũng được đó chị. Em đâu có phải quay được xấu đẹp này kia đâu chị, bình thường là cũng được. 80kg luôn được không? 80kg luôn á, hơi 80kg được không? 80kg, giảm đi xuống xíu không chị? Thôi bây giờ giảm rồi về anh kêu bả đi tập thể dục. Dạ chắc gì cũng phải, nếu mà có anh gặp mới được nói chắc cũng phải khuyên nhau một chút vậy. Nãy anh mới nói miễn sao vợ chồng thương nhau được, người ta rất là tốt, chỉ người ta nhiều khi bệnh rồi nhỏ rồi người ta vô thuốc, người ta hơi mập thôi. Dạ người ta tốt lắm, được không? Dạ được, nói chung thì nếu mà có duyên mà gặp thì em quen được cái người đó thì em dễ khuyên bảo người đó thôi. Ừ, nhưng mà anh ấn tượng ở cái người phụ nữ đầu tiên anh gặp mà anh cảm thấy thích á là cái gì? Ngoại hình không? Dạ khuôn mặt dễ nhìn là được. Khuôn mặt dạ, đẹp dễ là nhìn được, là đúng được. Không? Đúng rồi, khuôn mặt đẹp. Ừ. Dạ. 80 ký nhưng mà cái mặt đẹp cực kỳ luôn là được. Quá. Rồi ok. Anh có dạ. Ca hát gì được không anh? Em ca được mà em ca nó hơi bị dở luôn á. Không vậy thì là điểm mạnh của anh rồi đó. Ô, anh ca vài câu nghe nghe thử rồi nè. Trời ơi trời, ca. Em ca dở luôn. Không sao, không sao. Không sao. Em ca thì phải có nhạc cho em ca được, chứ mà ca chay em ca nghe nó kỳ lắm. Bây giờ nếu mà lên chương trình á là mình ca mình góp vui chương trình thôi chứ đâu phải biểu diễn gì đâu, vài ba câu thôi. Dạ, ừ. Dạ nói chung thì cũng được. Hát vài câu hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi bài nào cũng được á, để tụi em nghe coi nó vui không nè. Tỏ tình được không? Ca bài Người Lạ tháng qua nha chị. Dạ được, mời anh ạ. Em phải dở chị đừng cười chị. Trời ơi, tôi cười là anh mới được chọn đó. Anh Hà dạ, vui. Dạ. Đúng không? Bạn gái mới thích. Đó. Rồi nói chung bài. Bài này bài buồn nha chị. Dạ. Trời ơi cá. Đổ người hò thiệt. Rồi. Phải chăng lúc này anh có người bên gì? Thôi em vô luôn điệp khúc mà chị. Ok rồi dạ. Vậy mà em đã buông tay anh rồi, buồn đâu anh không, anh than với trời. Khương thắt lòng sao anh nhận lại bằng không. Tình yêu thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quen được người tình yêu. À chị luôn. Trời ơi, rồi cảm ơn anh nhiều. Dạ, okay, trời ơi, hát bài buồn mà sao tôi dám cười được, anh yên tâm. Dạ, cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn anh Thành nha. Dạ. Nếu mà được chọn chương trình mình sẽ liên lạc lại hướng dẫn anh thêm sau ha. Dạ, ok chị. Rồi, phần phỏng vấn xong rồi đó. Dạ.